Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2020 sẽ có những nội dung chính như sau. Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. Gần 40 năm qua, Tuệ Tĩnh Đường Ngọc Hạnh đã khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân từ nguồn dược liệu quý tại địa phương. Vui chung với niềm vui của đồng bào Kitô giáo mỗi mùa Noel, những người con Phật thể hiện sự sẻ chia trên tinh thần đoàn kết, khẳng định Phật giáo là tôn giáo của hòa bình, hữu nghị và tình huynh đệ. Chiều nay ngày 23 tháng 12 tại chùa Đông Thuần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020, phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Tại hội nghị, Chư Tôn Đức đã lắng nghe báo cáo các kết quả Phật sự đạt được trong năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động bị ngưng trệ. Tuy nhiên, với sự sáng tạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã nắm bắt tình hình thực tế và thực hiện hiệu quả việc tổ chức đại diễn đàn, duy trì khóa an cư kết hạ năm 2020 cho 350 hành giả tại hai cơ sở hạ trường, chùa Đông Thuần và chùa Đống Cao. Tích cực chung tay ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền hơn 23,5 tỷ đồng. Năm 2020 đã khép lại và 2021 là năm có rất nhiều các cái Phật sự quan trọng. Trong phương hướng của hội nghị sơ kết tổng kết công tác Phật sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã đặt nặng và chú trọng mấy cái nội dung. Cái thứ nhất là cái nội dung về vấn đề công tác tăng sự. Thì trong cái công tác tăng sự là tiếp tục quan tâm đến công tác nhập tu, thuyên chuyển, bổ nhiệm trụ trì, an cư kết hạ và giới đàn. Hiện nay, Phật giáo tỉnh Hải Dương có 564 vị tăng ni, trong đó ni giới có 307 vị, sinh hoạt ổn định tại gần 1.000 cơ sở tự viện. Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành các Phật sự đề ra, đặc biệt hướng dẫn các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 thành tựu viên mãn. Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã ban đạo từ mong chư tăng ni Phật tử toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp để đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Sáng nay 23 tháng 12 tại Việt Nam Quốc tự quận 10, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc khóa huân tu tập trung dành cho Chư Tôn Đức thành viên Ban trị sự, các ban ngành trực thuộc và 24 quận huyện. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã báo cáo kết quả khóa huân tu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 12 với 79 vị hành giả nội thiền do Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, trưởng ban trị sự làm thiền chủ. Theo thời khóa mỗi ngày, khóa tu bắt đầu từ 3 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ, bao gồm tụng niệm, quá đường, kinh hành, tĩnh tọa, lễ sám, tọa đàm. Ngoài ra, chư hành giả và tăng ni ngoại thiền còn tham gia các chuyên đề thảo luận, qua đó đề ra những chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới, hướng đến sự đồng bộ nghi lễ, quản lý tăng ni, tự viện phù hợp, định hướng truyền thông, chuẩn hóa công tác quy hoạch nhân sự Phật giáo quận, huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lần thứ 3 Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức tuần cấm túc huân tu tập trung, cũng là tuần kết đông đầu tiên dành cho Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo thành phố và Phật giáo quận huyện, các ban chuyên môn. Tại lễ bế mạc, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trao chứng nhận đến Chư Tôn Đức hành giả. Chiều hôm qua ngày 22 tháng 12 nhằm ngày 9 tháng 11 năm Canh Tý, Tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc khóa tu 9 đóa sen dâng Phật lần thứ 16 với gần 300 thành viên tham dự. Từ năm 2005 đến nay, khóa tu 9 đóa sen dâng Phật đã liên tiếp được tổ chức tại Tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, tu kéo dài 9 ngày, tương ứng 9 đóa sen dâng Phật nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà. Kỳ này, khóa tu lần thứ 16 bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 âm lịch
và kết thúc vào ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý. Tham gia khóa tu, ngoài thời khóa tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, quý Phật tử còn được nghe pháp thoại, dự pháp đàm do chư Tuần Đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoành pháp Trung ương thuyết giảng. Nhân lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì tổ đình Phổ Quang, khuyến tấn và bày tỏ mong muốn các Phật tử tham dự khóa tu luôn tinh tấn tu học để đạt kết quả tốt, hướng tới cuộc sống tu tập an lạc và thành tựu. Nằm ở thành phố Vĩnh Long, Thiền viện Ngọc Hạnh được khai sơn từ năm 1971 với diện tích 4.500 m². Năm 1972, nơi đây đã mở tuệ tĩnh đường, chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân và trở thành một địa chỉ tin cậy của người dân, nhất là bà con khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành khác. Mới sáng sớm, người dân đã xếp hàng chờ được khám bệnh tại Thiền viện Ngọc Hạnh. Ban mạch, đo huyết áp, kê đơn thuốc, chư tăng tại đây thuần thục từng công đoạn. Tuệ tĩnh đường sử dụng thuốc là cây lá trên núi, kết hợp với cây thuốc nam ở địa phương để điều trị. Những nhân viên không lương của thiền viện làm việc với cường độ, áp lực rất cao. Các công việc chặt thuốc, phơi thuốc, bốc thuốc, châm cứu diễn ra tất bật bởi số lượng bệnh nhân ngày càng đông. Tuệ tĩnh đường cấp hàng trăm thang thuốc mỗi ngày. Đã từ lâu ở đây thì sư thầy đã khám và chữa bệnh miễn phí cho mọi người rất tốt. Bên cạnh nữa là thuốc rất là công hiệu cho bệnh nhân. Vì thế mà mọi người đến đây để mà bốc thuốc và chăm cứu. Việc chữa bệnh và khám từ thiện của nhà chùa rất tốt. Người ta chỉ biết chăm sóc để mà cho bệnh nhân hết bệnh thôi, chứ còn không nghĩ về vấn đề tiền bạc. Ngoài việc khám bệnh, bốc thuốc, thiền viện còn kết hợp chữa trị bệnh bằng phương pháp châm cứu. Phụ trách việc xung điện, châm cứu là lương y Trần Đắc Sĩ. Ông đã có nhiều năm gắn bó với thiền viện, tận tụy châm cứu cho bệnh nhân, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Chào, tôi là Phật tử của Thiền viện Ngọc Hạnh. Hồi xưa gia đình mẹ tôi bệnh cũng đến đây trị bệnh khoảng chừng 20 mấy năm về trước, ba cũng vậy. Nói tóm lại là trong gia đình đến chùa để mà hút thuốc châm cứu ở chùa rất là nhiều. Rồi từ đó tôi đến chùa thấy được cái công việc làm từ thiện của quý sư rất là tốt đẹp. Mình từ 20 mấy năm về trước tôi đã thích và đã thấy được cái chuyện đó, cho nên là mình đã phát tâm từ đó. Để có được nguồn dược liệu quý điều trị cho số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, từ năm 2000 đến nay, mỗi mùa xuân về cũng là lúc Thiền viện Ngọc Hạnh tổ chức đoàn với hàng chục thành viên, gồm chư tăng và Phật tử, lên non tìm cây dược liệu quý về chữa bệnh cứu người. Hiện Thiền viện còn trang bị đầy đủ máy móc để chiết xuất thuốc, không gian phơi thuốc. Đầu năm thì sư trụ trì đi lên trên rừng xin phép của địa phương ở dưới tỉnh với thành phố này, rồi mới lên trên Lâm Đồng lấy thuốc. Trước thì hòa thượng làm thì về cái việc mà đi lấy thuốc từ trên rừng nó rất là khó, rất là gian nan. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian sau này thì xe cộ đồ này nọ gì có Phật tử nó đông thì nó cái vất vả này nó đỡ hơn. Gần 40 năm qua, những thầy thuốc không lương vẫn luôn tất bật làm việc, tinh thần phục vụ không mệt mỏi và dần trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh. Tuệ tĩnh đường ở Thiền viện Ngọc Hạnh đã tiếp thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật, khơi dậy nhân tâm, nhân thêm niềm tin yêu cuộc sống. Thưa quý vị, đây là hình ảnh đẹp những ngày qua và là hoạt động thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mỗi mùa Noel. Vui chung với niềm vui của đồng bào Kitô giáo, những người con Phật thể hiện sự sẻ chia với tấm lòng từ bi và tinh thần đoàn kết. Thực hiện lời dạy của Đức Phật, tôn trọng các niềm tin dị biệt và các giá trị nhân văn của các tôn giáo. Trong hơn 2.000 năm đồng hành cùng đất nước, chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử luôn chứng tỏ Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo của hòa bình, hữu nghị và mang tình huynh đệ. Cùng với cộng đồng tôn giáo khác, Phật giáo Việt Nam đã xiển dương các giá trị đạo đức, nhân bản, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Đây là hình ảnh quen thuộc vào dịp lễ Noel hàng năm. Những nụ cười, cái bắt tay thắm tình hòa hảo. Đó là minh chứng thiết thực, cụ thể nhất cho tinh thần đoàn kết tôn giáo và cao hơn cả là đoàn kết dân tộc dưới mái nhà chung Việt Nam. Từ khi có mặt tại Việt Nam,
Phật giáo luôn mong muốn tăng cường sự giao lưu, chung tay làm được những việc tốt đạo, đẹp đời, vì mục đích hòa hợp để xây dựng đất nước, mang lại đời sống hạnh phúc cho dân sinh. Chính vì thế, trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào của các tôn giáo tại Việt Nam, Phật giáo luôn thể hiện sự tôn trọng và chia vui. Đây là một mối quan hệ tốt đẹp đã có từ nhiều thế hệ. Và không phải chỉ có ngày lễ Giáng sinh, nhưng mà giữa Phật giáo và Công giáo chúng tôi vẫn có sự cộng tác, nhất là trong những việc từ thiện và trong những chương trình bác ái để giúp cho người nghèo. Tôi đi về các giáo xứ tôi cũng rất là mừng, bởi vì tôi thấy cái mối tương quan giữa các vị chư tăng, bà con Phật tử với các linh mục và bà con giáo dân Công giáo là những mối quan hệ rất là hài hòa. Phật giáo cho rằng những tôn giáo chân chính ra đời đều vì lợi ích của nhân loại, đều dạy và kêu gọi nhân loại sống và hành xử yêu thương, hòa ái. Vậy nên trách nhiệm của những nhà lãnh đạo tôn giáo là cùng nhau đoàn kết, đồng lao cộng tác và hiểu biết nhằm giúp con người nhận thức đúng các khía cạnh của đời sống cùng những nguyên tắc đạo lý cơ bản. Lúc còn tại thế, Đức Phật luôn khuyên đệ tử của mình tôn trọng các niềm tin dị biệt và giá trị giải thoát chỉ có thể lĩnh hội được trên cơ sở của tự giác và giác tha. Lý tưởng giáo hóa của Ngài là giới thiệu cách sống trơn tránh, thánh thiện. Theo Đức Phật, nơi nào Pháp Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo được tìm thấy, nơi nào có người tu tập chân chánh để đạt sự tiến bộ tâm linh, thì nơi đó được xem là tôn giáo đích thực. Điều này đã được Đức Phật thể hiện trong sự tôn trọng của các tôn giáo đương thời. Ngài sống một cách rất hài hòa. Tất cả những lời dạy này đã được khắc ghi trong các cái trụ đá của Đại đế Ashoka, được ghi lại hiện nay ở một số các thánh tích của Đạo Phật. Các tôn giáo đều muốn cho mọi người là phải hướng thiện và phải có những cái tâm từ bi và phải sống với nhau bình đẳng, bác ái đấy, và xây dựng một cái cuộc sống an lành, một cái cuộc sống hòa hợp và một cái cuộc sống cùng phát triển. Theo tinh thần Phật giáo, việc thực hành và sinh hoạt tâm linh khác nhau có thể mang đến những niềm tin và quan điểm dị biệt đối với sự khởi đầu và chấm dứt của sự sống, cũng như sự diễn giải khác nhau về lý tưởng giải thoát tối thượng và con đường tu tập thực nghiệm, giác ngộ giải thoát. Nhưng điều này không phải là vấn đề tạo ra sự xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm, hận thù và đấu tranh. Mục tiêu tối thượng của Đạo Phật vẫn là thương yêu, chân thành và tôn trọng sự thật. Phong cách sống mà tất cả những người tu Phật hướng đến chính là an vui và tự tại. Chính vì thế, những lời dạy về đức tính bao dung và tấm lòng từ ái luôn được Đức Phật đề cập trong suốt thời gian giáo hóa của mình, bao hàm cả trong cách ứng xử với tín đồ các tôn giáo khác khi Ngài có dịp tiếp cận. Ngay trong kinh, Đức Phật cũng đã dạy rất là nhiều về cái bình đẳng, về cái hòa hợp mà mọi người chúng ta sống với nhau như nước với sữa, không có phân biệt đẳng cấp, không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt tôn giáo. Đấy, thì ngay cái tuyên ngôn đầu tiên mà khi Đức Phật Ngài đang tu, Ngài đã nói rằng là không có phân biệt giữa các dòng máu đỏ và cũng không có sự khác biệt về cái nước mắt cùng mặn đối với tất cả mọi người. Thời đại ngày nay, hòa cùng sự thịnh trị của đất nước, Phật giáo nước nhà cũng ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần gặp gỡ, giao lưu nhằm góp phần thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết tôn giáo để phục vụ xây dựng đời sống tốt đẹp giữa tín đồ của các tôn giáo. Với cái giáo lý từ bi cứu khổ của mình thì luôn đề cao cái tư tưởng đoàn kết hòa hợp, và tư tưởng đó nó thể hiện rất là tiêu biểu qua hình ảnh và tư tưởng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Và chính vì vậy trong cái đời sống hàng ngày thì không chỉ là hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp, mà chúng tôi thấy là các cơ sở tự viện, các quý vị tăng ni cụ thể trong hoạt động hàng ngày đều xiển dương cái tư tưởng đoàn kết hòa hợp đó của Đức Phật, cũng rất là phù hợp với truyền thống đại đoàn kết dân tộc, và luôn có nhiều cái hoạt động cụ thể để tăng cường đoàn kết với các cái chức sắc và các tổ chức tôn giáo khác, và thậm chí là có cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho các hoạt động cho các tổ chức tôn giáo khác để trong cái hoạt động tôn giáo của mình. Cùng với cộng đồng tôn giáo khác, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhất là việc tạo được sự hòa hợp đoàn kết, đồng thuận nhất quán trong tập thể tăng, ni, Phật tử và sự đoàn kết giữa các tôn giáo để cùng nhau chung tay xiển dương các giá trị đạo đức, nhân bản, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Có thể khẳng định rằng Phật giáo là tôn giáo của sự hòa hợp, hữu nghị. Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam. Một đất nước không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Tinh thần đoàn kết tôn giáo ấy được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, được kết tinh từ truyền thống văn hóa dân tộc với nghĩa đồng bào, bởi cùng gốc gác giống nòi, cùng sinh ra từ bọc trong trứng, có dòng dõi dòng tiên. Cho đến nay, đó luôn là cốt lõi để tạo nên sức mạnh không gì lay chuyển được của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam hiện có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Mỗi tôn giáo có giáo lý, giáo luật riêng, nhưng đều chung đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tín đồ của các tôn giáo đã được công nhận ở nước ta khoảng trên 26 triệu người, thì đó là một lượng quần chúng rất là đông đảo, bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta đã có chính sách tôn giáo, rồi chúng ta đã có trước đây là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đến năm 2016 thì Quốc hội chúng ta đã ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo, thì trong đó đã thể chế rất nhiều cái quan điểm của Đảng ta về tự quyền đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, rồi là phát huy cái truyền thống tốt đẹp đại đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết giữa đạo với đời. Có thể nói, Việt Nam có sự khoan dung và hòa hợp giữa các nhóm tôn giáo. Điều này được nhận thấy trong các cuộc giao tiếp, thăm hỏi, chúc mừng giữa các tôn giáo ở Việt Nam. Chẳng hạn như giữa Phật tử với người Kitô giáo trong những dịp đại lễ của nhau. Tại những vùng đa dạng văn hóa như An Giang, Vũng Tàu, Thái Bình, thường có các cuộc đối thoại giữa những người theo các tôn giáo khác nhau như đối thoại Phật giáo, Hồi giáo ở An Giang. Sự đa dạng văn hóa ở vùng Tây Bắc khi người thiểu số Tày, Mường bắt đầu có sự tiếp nhận Phật giáo. Người Chăm, Bà La Môn và Chăm Pa Ni cũng có quan hệ ổn định với những người không cùng đạo. Khi Đạo Phật có mặt trên mảnh đất Việt Nam trên 2.000 năm lịch sử, mà lịch sử đã chứng minh trong suốt cái quá trình có mặt trên đất nước Việt Nam, Phật giáo luôn hài hòa, đồng hành và cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt là thời đại của chúng ta, thời đại của Hồ Chí Minh, thời đại của tinh thần đoàn kết và hợp dân tộc trong ngôi nhà của mặt trận, thì Phật giáo càng thể hiện cái tinh thần, tư tưởng và vị trí của một tôn giáo luôn gắn bó, đồng hành, cùng chia sẻ, cùng sống hòa hợp với các tôn giáo trên mảnh đất Việt Nam. Làm sao chúng ta thúc đẩy được cái khát vọng của toàn dân, trong đó khát vọng của mấy chục triệu đồng bào các tôn giáo, làm sao mong muốn ai cũng đoàn kết với nhau để xây dựng đất nước hùng cường, hạnh phúc, làm sao có đất nước có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Với vai trò là một yếu tố cấu thành của văn hóa, tôn giáo đã góp phần lưu giữ, bồi đắp và làm phong phú những truyền thống mang giá trị nhân văn, hướng thiện, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội thông qua giáo lý khuyên con người sống hướng thiện, vị tha, sẻ chia. Những giới luật tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, mang giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc, góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người.
nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo tôn giáo đã trở thành những điểm sáng về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các tín đồ chức sắc tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Dù mỗi tôn giáo đều có đường hướng và phương châm hành đạo riêng, nhưng đều chung một nếp sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc, với đất nước. Trong phần tiếp theo của chương trình, những người thợ cói Kim Sơn với đôi bàn tay khéo léo đang hàng ngày miệt mài giữ lửa cho nghề dệt chiếu cói. Hoa mơ, hoa mận nở sớm đã thu hút được khá đông du khách tìm đến để chiêm ngưỡng những sắc hoa tinh khiết, mỏng manh ở vùng cao nguyên Mộc Châu. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua ngày 22 tháng 12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao cụm trưởng, cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà mặt trận các cấp ở 5 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã đạt được trong năm 2020. Nổi bật là việc nỗ lực hết mình trong khắc phục mọi khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong năm 2021, mặt trận các cấp cần quyết liệt triển khai nghị quyết, chương trình hành động đã đề ra, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương và pháp luật của nhà nước, tạo nhiều điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đặc biệt, cần tập trung chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao cờ cụm trưởng cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Hôm qua ngày 22 tháng 12, tại huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo kế hoạch triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2030. Theo đó, cần quan tâm đến hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề cho thanh niên vùng này. Phát biểu tại hội thảo, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, về lâu dài, cần huy động mọi nguồn lực đầu tư trọng điểm, thực hiện kinh phí công khai. Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho vay để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, huyện vùng khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các bộ ngành ở Trung ương quan tâm đến 3 tỉnh khi triển khai chương trình. Dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tặng mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 900 triệu đồng. Thưa quý vị, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình từ lâu nổi tiếng với nghề sản xuất chiếu cói truyền thống. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, thế nhưng nhờ có những con người tâm huyết, miệt mài giữ lửa cho nghề, nên dệt chiếu cói vẫn được lưu giữ và phát triển. Những ngày cuối năm, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Tấn, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình luôn rộn ràng tiếng khung dệt. Kinh nghiệm từ nhiều đời truyền lại và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn giúp gia đình sản xuất được những chiếc chiếu bền chắc, có tính thẩm mỹ cao. Chúng tôi đây thì cha truyền con nối thì từ thời kỳ cha ông để lại cho chúng tôi thì chúng tôi cũng mua cói là cơ bản là phải chọn lọc cái cói đẹp là một. Cái thứ hai nữa là con người là làm chiếu là phải có cái tâm thì phải giữ được thương hiệu của nhà mình. Những tấm chiếu mộc mạc nhưng không kém phần tinh xảo là một đồ dùng quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ. Thế nhưng ít ai biết rằng để có được chiếc chiếu đường nét tinh tế, màu sắc tươi sáng, người thợ phải kiên trì, khéo léo và dành trọn tâm huyết với nghề. Làm chiếu đẹp, miến ngựa cói đẹp, mua màu xanh đẹp, cây đều thì là thợ người ta làm mới đẹp được. Phơi chiếu thì cứ nắng mang ra phơi mà mình phải giải bằng mặt cái lá chiếu thì phơi nhìn nó đẹp. Chứ phơi sộc sạch lá chiếu xong mình gấp quần lại cong veo lên thì nhìn lá chiếu nó không đẹp. Sở dĩ chiếu cói Kim Sơn được thị trường ưa chuộng là bởi sản phẩm được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Do làm thủ công nên mỗi tấm chiếu gửi gắm tình cảm đặc biệt của những người thợ. Điều này không thể có ở những sản phẩm sản xuất hàng loạt.
khi còn nhỏ đã dùng chiếu cói đấy. Mà đến bây giờ thì cứ dùng vậy vì chiếu cói nó nằm rất bền mà nó lại mát người ấy. Về mùa nóng thì nó cũng mát, mà mùa đông thì nó lại cũng ấm, nó không lạnh như là chiếu trúc. Ngày Tết ấy thì kiểu vào giải nhà hai bên hai cái giường thì giải chiếu thì nó mới thì nhìn bao giờ nó cũng đẹp hơn ấy. Còn dùng thì dùng quanh năm ấy. Là nghề thủ công truyền thống ít nhiều bị mai một, thế nhưng nghề dệt chiếu cói của người dân Kim Sơn vẫn phát triển và được các thế hệ gìn giữ, phát huy. Cùng với việc duy trì nghề dệt chiếu, người dân Kim Sơn đã năng động, cải tiến sản xuất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây cói, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Tại Viện Goethe Hà Nội đang diễn ra triển lãm tranh Việt Nam Reimagine, tái tưởng tượng Việt Nam, mang tới cho công chúng đam mê nghệ thuật những góc nhìn mới lạ, độc đáo mà vẫn thân thuộc về cuộc sống đang đổi thay từng ngày. Tái tưởng tượng Việt Nam là triển lãm đầu tiên về tranh minh họa tại Hà Nội, quy tụ 30 tác phẩm xuất sắc của các nghệ sĩ trẻ đang sinh sống trong và ngoài nước. Những tác phẩm trưng bày đa phần được vẽ kỹ thuật số, các nghệ sĩ kết hợp phác thảo giấy và máy tính hoặc sử dụng bảng vẽ điện tử để truyền tải ý tưởng. Theo các họa sĩ, tái tưởng tượng là làm mới nhưng không phải đánh mất hồn cốt vốn có. Các tác giả có thể khai thác mọi khía cạnh văn hóa và những hình ảnh điển hình của Việt Nam xưa và nay. Có những bức vẽ tìm về lịch sử, chạm vào yếu tố tâm linh sâu thẳm của người Việt thông qua hình ảnh rồng trong Chú Rồng Em Vẽ của Trương Duy Thuận, Bạn Thuyền Chợ Nổi của Trần Đắc Trung, Vo Chín Ngà Gà Chín Cựa trong Chuyện Xưa Chưa Kể của Trương Duy Hiếu, Chó trong Tứ Đại Quốc Khuyển của Nguyễn Khánh Linh. Có những bức vẽ lại thiên về văn hóa đại chúng, nhìn cuộc sống hiện đại qua Trạm Tập Thể của Đặng Thái Tuấn, Biệt Đội Camera của Võ Công Nhất, Ve Chai của Trương Lê Võ. Tất cả tạo nên những phiên bản mới đa dạng về Việt Nam. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 30 tháng 12. Những ngày tháng 12 này, người dân sống ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La và du khách đang rất bất ngờ và thích thú với những rừng mơ bạt ngàn đã bừng nở hoa. Năm nay hoa nở sớm và điều này đã tạo thêm điểm nhấn cho du lịch nơi đây. Những ngày gần đây, thông tin hoa mơ, hoa mận nở sớm ở cao nguyên Mộc Châu đã nhanh chóng được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người từ những nơi xa xôi cũng đã tìm đến đây để được chứng kiến những khoảnh khắc tinh khôi, đẹp đẽ đến choáng ngợp nhưng lại hết sức ngắn ngủi của núi rừng Tây Bắc. Em thì bữa tới giờ em đến Mộc Châu được 2 tuần rồi, thì vừa nghỉ dưỡng thôi. Và ngày hôm nay em đến chỗ rừng mơ này là lần đầu tiên luôn. Thì em rất là thích được hòa mình vào trong cái thiên nhiên như thế này. Cây mơ, cây mận phân bổ rộng khắp trên cao nguyên Mộc Châu. Những ngọn đồi bát ngát với sắc trắng muốt của hoa mơ pha sắc lá xanh non mang đến vẻ đẹp nao lòng. Hoa mơ đẹp không chỉ bởi vẻ mong manh tinh khiết mà còn bởi khi đã nở, hoa sẽ bung ra ồ ạt. Hoa chỉ nở trong khoảng thời gian không dài, chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ nên rất nhiều du khách từ khắp nơi đã tìm về đây để tranh thủ mùa hoa ngắn ngủi này. Cái bất tiện của dân miền Nam khi ra cái mùa hoa mận này, tại kinh nghiệm bản thân tôi thấy mấy lần rồi, là nó rơi vào cái Tết âm lịch. Mà cái Tết âm lịch thì cái phương tiện di chuyển cái giá rất là đắt. Mình muốn giữ nguyên cái bản chất của rừng núi để cho khách thập phương họ về mà họ lên đây tham quan với đất rừng núi thì họ đến thì họ cảm nhận được. Hàng nghìn cây mơ, cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, thung lũng hoa như khoác lên mình chiếc áo bông trắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá của núi rừng Tây Bắc. Bởi vẻ đẹp này mà nhiều người không quản xa xôi, địa hình khó khăn hiểm trở tìm đến để được đắm chìm trong những cảnh hoa mơ tinh khiết, mong manh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.